Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Thưa quý vị và các bạn, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, việc chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn đều được chính quyền các cấp huyện Mường Nhé tích cực triển khai thực hiện. Năm nay do tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng đến đời sống người dân nên công tác này càng được huyện ủy Mường Nhé chú trọng hơn, được triển khai từ sớm với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau để giúp mọi người ai cũng được đón Tết vui tươi và đầm ấm. Là huyện biên giới vùng cao, trong năm qua mặc dù đã có những bước phát triển kinh tế khá toàn diện, song đời sống của các dân tộc trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Đặc biệt, năm 2021 là năm cả nước chịu sự tác động nặng nề từ dịch COVID-19, nhất là đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn lại càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, vào dịp Tết đến xuân về, huyện Mường Nhé đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình chính sách nhằm chăm lo cho người dân có được cái Tết đủ đầy hơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ra lời kêu gọi vận động ủng hộ quỹ người nghèo huyện Mường Nhé nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đến các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài huyện tham gia hưởng ứng hỗ trợ chăm lo Tết cho gia đình, người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Để chuẩn bị cho trước Tết của Nhâm Dần năm 2022 thì Mặt trận Tổ quốc cũng đã phối hợp với các cơ quan, các đơn vị và cũng đã có rất nhiều các cái cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm cũng đã quyên góp và ủng hộ đối với cho bà con nhân dân của huyện Mường Nhé và đặc biệt là đối với Ngân hàng Nông nghiệp của huyện Mường Nhé cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng để ủng hộ bà con nhân dân trên dịp Tết, mỗi một hộ với trị giá là 500.000 đồng và trao bằng tiền mặt. Ngoài ra còn các tổ chức, các cá nhân khác cũng đã đến các cái điểm trường cũng trao các cái phần quà cho người dân. Và đối với mặt trận thì cũng đã có những phần quà để tặng tới các cái vị uy tín, trưởng bản và già làng ở trên địa bàn của toàn huyện. Để mọi người dân, nhất là những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có cái Tết đủ đầy hơn, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện về công tác chăm lo Tết cho người nghèo, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và thực hiện các cái văn bản chỉ đạo của Ủy ban tỉnh thì Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện triển khai các cái hoạt động trợ giúp xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 bằng các cái hoạt động thiết thực và ý nghĩa để đảm bảo cho người nghèo trên địa bàn huyện là có cái Tết vui vầy đầm ấm. Các hộ gia đình chính sách cũng như là người cao tuổi, trẻ em, người có công với cách mạng được thăm hỏi, tặng quà và động viên kịp thời. Thế thì tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2021 thì Phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện thực hiện hỗ trợ gạo cứu đói cho 917 hộ gia đình thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán, thăm hỏi tặng quà cho 74 hộ gia đình chính sách người có công và 60 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, chúc thọ mừng thọ cho 137 người cao tuổi và thực hiện tiếp nhận 950 suất quà từ các tổ chức để hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo trên địa bàn. Ngoài ra thì cũng còn rất là nhiều các cái hoạt động hỗ trợ thiết thực khác. Song song với đó, nhiều cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đã mang đến những phần quà ý nghĩa để kịp thời động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người neo đơn không nơi nương tựa trên địa bàn huyện để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết. Năm nay thì năm 2022 thì Quỹ Thiện Tâm có tài trợ đến tỉnh Điện Biên của mình là 5.000 suất quà, cụ thể là huyện Mường Nhé của mình thì là 800 suất quà. Thì bữa hôm nay là ngày thứ hai trong lịch trình 3 ngày trao quà tại địa phương. Thì với cơ bản thì địa phương đã phối hợp rất tốt. Đến đây thì bước đầu nó ghi nhận là hoàn cảnh bà con là thực sự khó khăn. Cái phần quà thì trị giá tiền là 600.000 đồng. Thì cũng cơ bản sẽ trang trải cái phần Tết, sinh hoạt Tết cho bà con thêm đủ thêm đầy. Tết Nguyên đán năm nào cũng vậy. Huyện cũng tổ chức đến thăm và tặng quà cho các gia đình, các đồng chí lão thành cách mạng, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Những phần quà mang đầy ý nghĩa nhân văn đã thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ cha anh đi trước, đã đóng góp một phần xương máu cho độc lập, tự do của dân tộc.
huyện Mường Nhé đã trích từ nguồn ngân sách 35,5 triệu đồng để thăm hỏi 106 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hỗ trợ 20,7 triệu đồng cho 69 cháu có hoàn cảnh khó khăn với mỗi cháu 300.000 đồng. Bên cạnh những hỗ trợ của huyện, các hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công của huyện được Chủ tịch nước và Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng quà giúp họ có được những phần quà ấm áp đón Tết nơi phên dậu của Tổ quốc. Vâng, tôi thì xuống một mình, con cái cũng được nuôi được 2 đứa con. Nhưng mà con nuôi thôi, bây giờ thì các cháu đi lấy vợ lấy chồng, hết xong là ở nơi khác hết rồi. Hai người, một người thì ở Mường Tong, còn một người thì ở mái Nằm Kè cơ. Thì tôi một mình khác xuống một thân một mình thôi, còn què quạt nữa. Vâng, tôi cũng rất là vui mừng phấn khởi được số tiền nhà nước tài trợ này. Tôi cũng rất là cảm ơn nhà nước, với lại cảm ơn cái đoàn tài trợ. Tôi sẽ sắm sửa Tết, xong lại mua ít quà để ăn Tết. Những hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách trên địa bàn huyện với tinh thần tương thân tương ái, quyết tâm để tất cả mọi người dân đều có Tết, từ đó tạo động lực và khuyến khích bà con tiếp tục vượt qua khó khăn, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Những hoạt động ý nghĩa này sẽ góp phần động viên các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn huyện biên giới vùng cao Mường Nhé từng bước vươn lên để mọi người, mọi nhà đón Tết cổ truyền của dân tộc thật vui tươi và đầm ấm. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 năm nay mang đến nhiều niềm vui và hy vọng cho nhân dân các dân tộc huyện Mường Nhé. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết. Xuân này họ được đón Tết trong căn nhà mới, niềm vui ấy như được nhân lên gấp bội. Đây là căn nhà cũ vỏn vẹn chưa đầy chục mét vuông, là nơi cư trú của 2 vợ chồng và 3 đứa con gia đình anh Lý A Vanh, bản Dền Thàng, xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé. Sau khi xây dựng gia đình được gần 6 năm, nhưng do hoàn cảnh khó khăn, họ phải sống tạm bợ trong điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn. Đến tháng 11 năm 2021, gia đình anh Vanh nhận được tin vui khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và chính quyền xã thông báo được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết do Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh vận động, kêu gọi tập đoàn Bembo Capital hỗ trợ kinh phí. Sau gần 2 tháng nỗ lực với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, anh em họ hàng, bà con trong bản cùng 50 triệu đồng mua tấm lợp, láng nền xi măng, ngôi nhà mới đã được hoàn thành trong niềm hân hoan trước thềm năm mới. Còn bản thân tôi thấy rằng trước đây thì bản thân tôi và gia đình tôi cũng khó khăn, nhà thì cũng chưa ba cứng như thế này, nhưng mà rất phấn khởi là nhà nước cũng quan tâm đến gia đình tôi, thì tôi cũng rất là phấn khởi và vui vẻ và thấy rằng nhà nước cũng quan tâm đến bản thân tôi như thế thôi. Là một hộ nghèo đứng thứ nhất nhì bản Huệ Sái Lương, xã Quảng Lâm, xuân này gia đình anh Thảo Á Chư cũng được hưởng trọn niềm vui và hạnh phúc khi căn nhà mới vừa kịp hoàn thành thay thế căn nhà tạm đã xuống cấp trước đây. Với căn nhà mới khang trang, vững chãi, gia đình anh sẽ yên tâm xây dựng cuộc sống mới ấm no, đầy đủ hơn. Đây cũng là tiền đề, nền móng để giúp các gia đình nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số như anh Thảo Á Chư khắc phục khó khăn trong cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo. Thì mình năm nay thì nói chung là mình thì trước nhà nước hỗ trợ cái nhà là thì mình cũng ở cái nhà gỗ mà mình không sai mà cái gì cũng nói chung là nhà mình thì cũng rất là nghèo, nhưng mà cũng năm nay nhà nước cũng hỗ trợ cho mình một cái nhà ở nhà ba cứng thì mình cũng rất là vui và mình hỗ trợ cái gì, nhưng mà mình năm nay mình có nhà mới ở Tết thì mình cũng rất vui và cũng cảm ơn nhà nước rất nhiều. Niềm vui của gia đình anh Vanh, anh Chư ở xã Quảng Lâm cũng là niềm vui chung của hàng trăm gia đình nghèo ở 11 xã của huyện Mường Nhé, được tập đoàn Bembo Capital hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết thông qua quỹ vì người nghèo các cấp trong đợt này. Theo kế hoạch số 111 ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban vận động quỹ vì người nghèo tỉnh Điện Biên về tổ chức triển khai làm nhà đại đoàn kết trên địa bàn các huyện Mường Nhé, Nậm Pồ, Tùa Chùa, Điện Biên Đông,
Trong đó, huyện Mường Nhé được hỗ trợ 5 tỷ đồng làm nhà ở cho 100 hộ nghèo trong toàn huyện. Với mục tiêu xây dựng nhà đại đoàn kết, thể hiện đạo lý, truyền thống, nghĩa cử tốt đẹp của dân tộc, sức mạnh nội lực trong mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, thể hiện sự thống nhất ý đảng, lòng dân, góp phần xây dựng quê hương ngày một phát triển, giúp người nghèo an cư lạc nghiệp, tạo được niềm phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình an sinh xã hội, xóa nhà tạm bợ, dột nát trên địa bàn huyện Mường Nhé nói riêng và tỉnh Điện Biên nói chung. Ngay khi tiếp nhận nguồn hỗ trợ tiền ủng hộ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Nhé cùng cấp ủy chính quyền địa phương và người dân đã tích cực triển khai. Đến nay, việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo bàn giao trước Tết Nguyên đán. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, sau khi thực hiện nhận được cái kế hoạch số 111 của Ban vận động Quỹ về người nghèo tỉnh Điện Biên, đó là tổ chức cái chương trình nhà đại đoàn kết cho người dân trên địa bàn Mường Nhé, thì Mường Nhé được phân là 5 tỷ và 100 căn nhà cho hộ dân, mỗi một căn trị giá tiền mặt là 50 triệu đồng. Chúng tôi thực hiện cái công tác đầu tiên đó là thực hiện công tác tuyên truyền tới bà con nhân dân, các tầng nhân dân để người dân hiểu rõ là việc làm nhà đại đoàn kết có ý nghĩa như thế nào đến các người dân, giúp cho việc là xóa đói giảm nghèo và có người dân có những cái ngôi nhà mà thật là ấm cúng. Với cái điều kiện đó là những người dân phải có cái đối ứng, có nghĩa là chúng ta chỉ hỗ trợ một phần tiền, còn người dân sẽ bỏ công và bỏ các nguyên vật liệu ra để thực hiện cùng làm nhà. Là huyện biên giới còn nhiều khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 60%, trong đó rất nhiều hộ dân không có điều kiện làm nhà ở. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Nhé đã tích cực vận động, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thường xuyên quyên góp ủng hộ quỹ về người nghèo của huyện. Từ nguồn quỹ này, trung bình mỗi năm hỗ trợ xây dựng được từ 10 đến 15 ngôi nhà đại đoàn kết. Tuy nhiên, ở nhiều xã tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nhu cầu hỗ trợ về nhà ở rất lớn, cần tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay giúp sức nhiều hơn nữa của toàn xã hội. Xã Quảng Lâm là một cái địa bàn còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, trên 67%. Trong số đó thì có nhiều hộ gia đình còn nhiều khó khăn về nhà ở. Trong thời gian qua thì được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như là các mạnh thường quân thì cũng đã hỗ trợ cho một số hộ dân trên địa bàn làm được cái nhà ở. Cái điển hình là trong cuối năm 2021 vừa qua, theo chương trình của Mặt trận Tổ quốc tỉnh thì đã hỗ trợ được cho 6 hộ gia đình trên địa bàn để làm nhà ở. Trong thời gian tới cũng rất là mong muốn là các cái mạnh thường quân cũng như là cấp ủy chính quyền, các mặt trận đoàn thể các cấp cũng tiếp tục quan tâm để hỗ trợ cho bà con tiếp tục làm những cái nhà ở để giảm bớt những khó khăn. Nguồn quỹ vì người nghèo của Ban vận động các cấp thời gian qua đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, phát huy được tinh thần tương thân tương ái trong xã hội, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Trong những năm gần đây, bình quân mỗi năm huyện Mường Nhé giảm được từ 5 đến 6% tỷ lệ hộ nghèo. Ngoài nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình dự án của nhà nước, quỹ vì người nghèo cũng luôn đóng góp một phần quan trọng cùng các cấp các ngành thực hiện chính sách an sinh xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.